mô tả nha mọi người. Cuối cùng thì mình cũng xây xong rồi, bây giờ thì đi vũ mọi người thôi. Tà tà tà. Sầu riêng ơi, sầu riêng ra đây chị biểu, mau lên. Cái gì vậy, cái gì vậy, trời ơi, tự nhiên vô nhà đi theo chị, mà. Đi theo chị, gấp lắm, có chuyện này vui lắm. Chắc vũ chắn vậy? Em sẽ thích. Ừ, đi, 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 không cần nói nhiều nữa. Gì? Không, đi theo, đừng có hỏi nhiều. Đi nè. Trời ơi. Đóng cửa lại giùm. Anh ơi, có chuyện gấp lắm, đi theo tôi nói thiệt, điều này ông sẽ rất là thích luôn. Rồi, hôm nay không... tôi không có vũ ông chơi BD hay gì đâu, cái này vui hơn luôn. Ê, lần sau rồi, càng nhẹ nhàng nha, xung thánh cho người ta hết hồn. Ừ, nãy em cũng biết gì luôn. Bực bội nha chưa, đi theo, nói cái nhiều. Cái gì, có đi hết. Chưa không nói gì chân bắt đi nữa rồi. Bây giờ mi, kìa mi, coi là vũ Hi-ha nữa kìa, Hi-ha trong nhà kìa. Thôi, đừng có vũ Hi-ha. Bây giờ vũ mọi người, cho mọi người thấy cái này trước, xong mới cho Hi-ha coi sao. Ủa vậy hả? Ồ, ok, ok. Thấp người kìa vậy. Ôi, hôm nay nấu gì ăn đi ta. Trời ơi, giờ này ăn cái gì nữa bà ơi. Đi gì vậy? Lên. Có cái chuyện thú vị gì mà trời, nó thiệt là cực kỳ vui. Đi ôi, đi thôi. Chuyện gì vậy? Đây nói bụng, bụng chết chứ có ăn không? Ăn từ từ. Đi. Bà nói là bạn vui hơn ăn nữa. Vui hơn. Đi. Vui hơn chúng số luôn, đi thôi. Ok, mọi người ơi, bây giờ mọi người theo tôi đó đã tới nơi rồi, rất là bất ngờ luôn, nhiều điều thú vị. Ủa có nào bất ngờ vậy? Bất ngờ gì? Bất ngờ lắm. Nhưng mà đi vô trong đi thì mới biết điều thú vị đó là điều gì, hiểu không? Ở nhà nhìn thấy có gì đâu mà bất ngờ, không biết. Nhổ vô thôi, tôi vô rồi, đừng bất ngờ chung nha. Đi chơi. Ôi trời ơi, xem cái này dùng hết cả chứng cười ỉa quá đi. Một người chết đúng không? Nói trời, đó là lý do trời chúng ta mới không nên vũ Hi Ha. Giờ bây giờ chúng ta mới nên vũ nè, đúng không? Hay vậy, trời ơi. Giờ đi nhanh lên. Đi nhanh. Ê, dạo này tivi giống một cái vậy. Cái gì? Đừng có coi tivi nữa, coi tivi giờ là xưa rồi. Đi theo tôi vẫn không tới một ngôi nhà bí ẩn, ngôi nhà hạnh phúc. Bí ẩn hạnh phúc. Vui lắm. Ngôi nhà. Ok, vui không? Vui không? Vui. Rồi vui mới đi về nha, đi. Đi. Đi đâu rồi? Sau lưng nhà tàu hủ. Ôi có cái gì vàng vậy? Đù, căn nhà đâu bự vậy? Mới xây hả? Trời ơi. Ông trước đi, ông vô đi, tôi nói thiệt ông bất ngờ. Vô nha. Ôi nhà hạnh phúc. Oh shit. Trời ơi, thích không nha. Hạnh phúc. Thích không? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Nè, anh nhìn cái mặt này nè. Trời ơi. Ngày hôm nay mà không xóa cái phòng này coi như là từng đứa sẽ rời khỏi cái làng này, cái định mệnh tụi bay. Vô cái gì bà ơi? Ở dục mà đi đâu vậy? Cái định mà đi đâu vậy? Nó lấy hình của mình ra là chưa đùa cho tụi nó mọi người ơi. Trời đậu xanh tụi này mất dạy quá, tụi nó còn coi lẳng nữa. Mình phải suy nghĩ cách, mình phải tìm lại hình của tụi nó để mình trả thù mới được. Vậy nha. Lên mạng sạch mới được, lên Facebook tìm ảnh của tụi nó, nhanh lên. Trời ơi, ta nói với nhìn đi nha, nó tức nó vui dễ sợ luôn đó mọi người. Này nhìn nè. Bên này ông tức mà đất luôn em. Đặt xuống đất luôn cậu đi. Kêu là Hi Heo chứ không phải Hi Ha. Ừ, đặt xuống đất luôn, đặt xuống đất luôn, dẫm lên hình luôn. Dẫm lên. Đặt xuống đất luôn. Mới. Trời ơi, trời ơi, không tin được vậy luôn á, bài đặt làm heo là hủ đồ ha. Trời ơi, trời tàu hủ nó về quê rồi, có nó ở đây là cho nó coi mấy cái này là tàu hủ nó phái lắm luôn á mọi người. Vậy mọi người nhìn bản tên kìa. Phải tìm cho ra được. Bọn này thiệt là quá đáng. Ngày hôm nay ta không tìm ra ảnh của tụi bay, ta phải cho tụi bay lại. Cuối cùng tao đã tìm thành công của tụi bay rồi con. Chết tụi mày rồi. Ok, kế hoạch A chuẩn bị bắt đầu. Đi thôi. Một con mồi đã xong. Qua con mồi tiếp theo.
Tụi mày sẽ trả giá con trai. Nạn nhân tiếp theo Khánh BD. Ok, bây giờ qua tiếp nhà của thằng sầu đi. Thằng nhóc con mày dám chơi tao hả? Cuối cùng cũng xong nhà của con Jimmy rồi. Bây giờ về nhà chuẩn bị kế hoạch B. Ôi trời ơi, cười quá nhiều luôn mà không cười. Ôi trời ơi, cười đau bụng. Rồi đi về thôi mọi người ơi. Về đây mệt quá. Rồi để bữa nào em lên mạng. Về nhà ngủ mới được. Để bữa nào em lên mạng em tìm em dạt cái hình cũ của nhà rồi em dán lên cho mọi người. Ờ được 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 được. Mọi người đẹp lý rồi em. Thôi giờ chị đi về. Thôi về 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 về. Giải tán thôi. La 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 la. Hello. Quýt tự cái gì á? Cái gì? Cái mặt ở đâu ra vậy? Chơi cái mặt của tôi. Ai chơi mất dạy, chơi lấy cái hình gì trên Facebook của tôi. Ơi, ai chơi trời. Chó đẻ vậy. Trời ơi, đóng cửa lại. Trời ơi, mất công người ta thấy rồi, người ta đồn thổi cái hình nữa, mất công lắm. Sợ quá. La 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 la. Trời ơi, cười đau hết cả bụng luôn. Trời, bao lép rồi. Ủa? Ai đây? Ủa mình mà, ủa ai vậy? Ủa cái gì vậy? Ủa sao mình lại ở đây? Ủa em phải đáp điểm được. Ê ai trời ơi, kìa cũng phải để anh dìm ở đây của tôi đây vậy? Ê, thì cũng vậy. Ôi hôm nay coi hình Hi Ha cười đau các bạn. Ồ, cái gì vậy? Trời ơi, hình này của mình lâu năm về trước lắm mà sao nó ở đây? Trời, có ai thấy chưa? Trời, ôi, hình này của mình xấu xí vậy, sao vậy ở đây mà chắc xung quanh đây không ai thấy đâu. Không ai thấy đâu, trời, tự nhiên cái hình này ở đâu lọt ra đây vậy trời? Ai mà thấy chắc là mình độn thổ chui xuống đất của mình ở luôn chứ sao dám ở lại cái làng này nữa. Tăng, ô chi a a ki a lo. Những lễ tay cảm giác sẽ cài đi tăng tăng buộc vào. What the fuck? Cái gì vậy trời? Ở đâu mà ai để cái hình của mình? Trời ơi, cái hình này mình xóa lâu rồi mà ta. Ai có vậy? Không lẽ nhà mình? Trời ơi, không lẽ làng sinh tố của mình có hacker? Trời, giờ mình phải dẹp cái tấm hình này nhanh mới được. Trời ơi, kiểu này ai mà thấy một cái là chắc đụng thổ xuống đất luôn á. Trời ơi, chết tôi rồi, chết. Trời ơi là trời, bây giờ ai mà vô nhà mà thấy mà chết rồi. Ok, đóng cửa. Kế hoạch A hồi nãy các bạn cũng đã thấy rồi chứ vậy. Bây giờ qua kế hoạch B coi. Một hình, hai hình, ba hình, bốn hình. Ok. Rồi, bốn hình này là hình đẳng cấp hơn nữa các bạn ơi. Vì sao đẳng cấp đúng không? Các bạn nhìn nè. Boom! Chú cho mà ơi, nó to nha. Qua đứa tiếp theo coi. Ở đây coi. Chú cho nhìn nè. Trời ơi, bây giờ mình bằng có cái... Trời ơi, mình bằng cái mũi của thằng sầu riêng thôi bạn ơi. Bây giờ chui vô cái miệng đó luôn coi. Wow. Ok, qua nhà của... Qua đặt một chuyện khác tiếp. Ui giời ơi, mình sẽ đặt xung quanh làng luôn cho tụi này nó bể mặt chơi. Trời ơi, nó còn kẹp cái cục gì trên đầu nữa. Trời ơi, qua tới nhà Kiwi coi nhà Kiwi để đâu ta. Để trên cây cho nó hấp dẫn. Ê, lọt. Boom! Ôi chu cha mẹ ơi. Tóc dài dữ luôn, ma tóc dài. Ok, bây giờ... Ui, sao không thấy hình rõ ràng cái gì hết vậy ta? Chắc là đặt thêm quá. La 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 la. Thêm rồi coi. Sầu riêng nè. Yummy nè. Boom! Ôi trời ơi. Trời ơi! Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Khổng lồ. Làng mình gì em sập ta. Rồi. Trời ơi. Ai đặt cái này vậy? Bự quá vậy trời. Đập. Nhanh đập lẹ. Đâu đâu nè. Sao lên đập đây? Nó lúc trên cao.
ơi. Trời ơi. Ông điên kìa. Trời ơi cái răng gì vậy khè luôn. Trời ơi. Ôi có hình mình nữa. Ôi Khánh Khánh không được nhìn. Trời ơi. Không được nhìn. Lê 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 lê. Không được nhìn. Không bao giờ đến, không bao giờ đến, không bao giờ đến đâu nè. Lê 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 lê. Lê lê lê. Mặt ơi. Trời ơi. Mày làm lỡ mấy cái hình của nó rồi mày ơi. Bây giờ biết tụi nó đang làm gì với làng ta. Chạy về làng thử coi. Trời ơi, trời ơi, trời lo mà đi đập thôi. Giờ sao vậy? Mày dám trôi tao hả? Trời ơi, bây giờ làng hình tụi nó tàn làng. Cái làng này tàn hình tụi nó các bạn ơi. Kìa đi. Ôi, đập ở đâu vậy? Sao đập được cái này đây? Lên nhà coi, lên nhà coi. Đập chụp mấy bạn luôn. Ôi, cái hình đập đi. Hình của Khánh kìa. Cái hình của tôi trên cây rồi, sao đập được? Lẹ chết. Ôi, đập kìa. Ôi nha. Ôi, đập được rồi, đập được rồi. Trời, thằng Khánh còn nhiều quá vậy. Trời đất ơi, nhỏ chứ. Ơn quá, đập được hết rồi. Mừng quá à. Đây, tao đập phụ mày cho Khánh thôi. Trời ơi, thằng quỷ thi ha này, tao sẽ báo cho. Còn cái hình Khánh ở đây, ơi đập luôn rồi. Trời ơi, mày ơi, hình tôi lên cây luôn thì sao đập. Đâu? Lên hình trên cây, để coi, qua, coi, qua, coi, coi cái hình kia nằm trên cây các bạn ơi. Đâu đi, đi qua đi, ui, Khánh kì, Khánh kì, coi chừng, coi chừng. Trời ơi, Khánh ơi, đập xuống giúp tôi. Trời ơi, trời ơi, kìa, kìa. Cái mặt kêu mày tụi tao vậy. Trời ơi, thấy rồi. Trời ơi, mày chả nhớ luôn hả? Trời ơi, dán mặt kêu mi lên cây vậy. Thấy tưởng mà nhèo nhèo đôi mặt cáo vậy. Hồi nãy có cái mặt kia nữa để chị coi còn tấm hình nào không? Vậy? Chị cho em coi. Sao giờ? Ai vậy? Để... Ôi! Nè, tù điên nè, nhìn nè. Ôi dạ. Xưa tao không biết rồi luôn. Đất ơi. Đập hết rồi. Cái mặt của em ơi. Cũng vừa lắm, ai kia làm cho anh tao chi lê 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 lê. Ê 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